bạn vào thế giới hình xăm sẽ thể hiện bằng nhiều phong cách ấn tượng. Vì nó bây giờ có gì đó là lâu dài mình thích chụp tranh nhưng sau khi mình có liên quan đến có hàng ngàn mẫu để lựa chọn thể hiện quan điểm giấy để nhìn và tâm thật để làm khác từ yêu đến hận này hết yêu thì khắc hết trường hợp khắc thật đời để rồi cùng các chị như vậy cùng các vị khán giả trên chương trình ngày hôm nay rất là nhận 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 như vậy nó đã xong rồi và đúng ra là để thì cần phải chúng ta cần mọi người cùng quan niệm như thế nhưng mà ngoài việc xong thì mau tránh xa nó ra chứ nếu không rơi vào cái mê hồn trận của nó đấy thì ra thì có 6 vàng thôi ấy cái gì cái gì cái gì cái gì cái cũng cáo bồ cũng